Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình React Native tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng Flex rất là quan trọng để cho các bạn vẽ ra cái layout trong cái app của chúng ta. Thì để tìm hiểu đối tượng Flex thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng bài như sau. Bạn thấy thì ở đây anh vừa tạo ra một cái project mới, các bạn cũng nên tạo một cái project mới để chúng ta thực hành bài này ha. Thì bạn thấy là cái view chúng ta nằm ở đây rỗng ruột nhé. Rồi bắt đầu như sau nhé. Để làm bài flex thì để hiểu được bài flex thì chúng ta có cái view lớn nó bao tất cả lại. Sau đó bạn đi vào trong cái view này, bạn khai báo cho anh hai cái view nhỏ. Cái view thứ nhất có style, ví dụ như là chúng ta sẽ khai báo cái css tên là áo. Và trong cái áo này chúng ta sẽ có một thuộc tính là tèo suyệt view. Tiếp tục chúng ta sẽ có thêm một cái view nữa là tí, và tèo và tí là đều nằm trong một cái view là áo chấm bao. Như vậy cái bao nó sẽ bằng tèo bằng tí lại. Anh refresh thử nha, đương nhiên bạn sẽ không thấy gì hết nha. Các bạn áo chưa có thì chúng ta sẽ khai báo cho nó thôi. Và áo style sheet create rồi, trong đây sẽ có bao và áo tèo và tí. Rồi bây giờ chúng ta tập trung bao trước nha. À, là thằng bao bên ngoài nè các bạn. Thì cái bao này á, anh cho nó background color, ví dụ black là màu đen. Bây giờ chúng ta quan sát style sheet chúng ta có sử dụng thì chúng ta phải import nó lên. Đấy. Rồi bây giờ refresh lại. Bạn thấy là nó không có xuất hiện cái gì ở trong này hết. Ok. Tại sao? Cái view nó giống như cái div vậy đó các bạn, nghĩa là nó chưa có cái nội dung bên trong, thành ra bạn sẽ không thấy cái chiều cao của nó, do đó bạn thấy nó trắng, nó màu trắng như vậy. Bây giờ các bạn tập trung nha. Cái bao này nè, chiều cao nó là không, thành ra bạn sẽ không thấy được nó. Bây giờ nếu mà anh nói chiều cao height của nó, ví dụ 200 đi các bạn, bạn thấy chiều cao nó là 200, nhưng mà bây giờ khuyết điểm của nó là như vậy. Bây giờ anh muốn nó cao một nửa màn hình đi, thì không thể nào mà anh biết là cái điện thoại khách hàng người ta dùng chiều cao là bao nhiêu để mà nó cao một nửa. Hay nói cái khác, bây giờ anh muốn cái thằng bao này nè, màu đen này nè, nó giãn kín màn hình luôn, thì làm sao cho tao biết được chiều cao của khách hàng nó sử dụng là bao nhiêu đó. À, ví dụ như anh ngồi anh canh, ví dụ như là 600 đi. Rồi anh thấy nó dư quá, nhích xuống tí xíu 500 thôi. Đấy, 550 ví dụ gì cho các bạn. Thì bạn thấy tạm thời nó như vậy đi, nhưng mà bạn quan sát nha. Giả dụ như anh lật ngang cái điện thoại, thì bạn thấy là cái lằn trắng ở dưới nó mất một xíu. Đó, như vậy nếu mà lật ngang điện thoại thì nó full, nhưng mà khi mà anh lật lại thì bạn thấy là nó có cái lằn trắng ở phía dưới tí xíu. Đấy, nó không có full cái màn hình được. Tại sao? Chiều cao luôn luôn là 550. Bây giờ anh muốn là luôn luôn giãn kính màn hình, cho dù lật ngang hay lật đứng vẫn kính màn hình, thì bạn không được dùng cái chiều cao cố định như vậy nữa, mà bạn phải cho nó tự giãn ra. Lỡ như khách hàng người ta chạy cái app của chúng ta trên một cái tablet hay trên iPhone, iPad chẳng hạn, nó rất là lớn, thì nó phải tự động màu đen để nó giãn kính màn hình ra. Cách làm như sau, các bạn tập trung nha, đây là phần quan trọng nhất nè. Nhớ, anh chạy lại, bạn thấy là anh không xét chiều cao thì cái thằng bao này của chúng ta là nó không có chiều cao. Bây giờ anh muốn thằng bao này giãn kính màn hình luôn, nhớ nha, giãn kính màn hình đơn giản thôi. Flex 2.1 quan sát đấy, giãn kính màn hình ngay, các bạn thấy chưa? Nghĩa là flex 1 có nghĩa là yêu cầu cái bao này giãn kính màn hình. Như vậy flex là gì? Flex có nghĩa là cái tỷ lệ của thằng bao như thế nào so với các thằng còn lại. Ví dụ như chúng ta thấy trong thằng bao này nó đứng một mình, nghĩa là một mình là sao? Nghĩa là thí dụ như bên cạnh thằng bao, nếu như chúng ta có cái điếp nữa, cái này bạn khoan lòng, bạn thấy là 1
hai thằng này ngang hàng nhau. Mà nếu mà thằng Bao flex bằng 1 và thằng này flex bằng 1 nữa, nghĩa là hai này nó bằng nhau. Còn hiện tại bạn thấy là cái thằng Bao chúng ta đứng một mình. Bao đứng một mình. Thằng nào flex bằng 1 nghĩa là gì? Nghĩa là một mình nó sẽ giãn kín màn hình luôn. Các bạn hiểu ý nghĩa chỗ này chưa? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm thằng Tèo một tí nữa với cái flex của nó nha. Bây giờ bạn để ý kỹ nha. Thằng Tèo một tí nó nằm trong thằng Bao. Bây giờ các bạn quan sát nè. Thằng Tèo anh sẽ cho nó màu đỏ. Thằng Tí anh sẽ cho nó màu vàng. Đây. Để chúng ta quan sát. Bạn vẫn chưa thấy thằng Tèo với thằng Tí đúng không? Thì anh nói rồi, mới khai báo cái view như vậy thì bạn đâu thấy chiều cao của thằng Tèo đâu. Bây giờ giả dụ anh nói là height 200, và thằng Tí height 200 luôn. Rồi quan sát. Ok, chúng thấy thằng Tèo với thằng Tí. Nhưng mà giờ bạn quan sát, anh lật ngang điện thoại, bạn thấy ngay cái tỷ lệ nó mất hình miếng đúng không? Tại vì chiều cao nó cố định mà, nó không có theo tỷ lệ gì hết. Bây giờ anh muốn là thằng Tèo phải bằng thằng Tí, thằng Tèo phải bằng Tí, thì không được khai báo như vậy nữa. Không, chúng ta sẽ bỏ thằng 2 đi. Đối với thằng Tèo, anh bỏ thằng 2 đi, anh nói flex 2.1. Thằng Tí flex 2.1, và bạn sẽ thấy tác dụng của thằng flex nha. Anh refresh. Đấy, bạn sẽ thấy ngay màu đỏ nó bằng màu vàng. Tại sao? Thằng Tèo và thằng Tí cùng nằm chung một ngôi nhà là Bao. Hai đứa cùng chung một nhà. Đối với thằng Tèo diện tích của tỷ lệ nó là 1, và thằng Tí là 1, nghĩa là hai thằng 1-1. Đương nhiên hai thằng sẽ bằng nhau. Và cái hay là gì? Bạn nhìn kỹ nha. Lật ngang điện thoại. Đấy, bạn thấy sao? Nó tự động nó giãn ra thằng Tèo và thằng Tí nó bằng nhau. Thấy chưa? Anh lật ngang điện thoại thì cái chiều cao nó nhỏ lại đúng không các bạn? Nhưng mà nó luôn luôn hai thằng bằng nhau. Tại sao tới lại flex nó là 1-1? Các bạn hiểu nghĩa chỗ này ha. Anh lật phải lại nha. Đấy, các bạn hiểu bài ha. Cái hay nó là như vậy. Ví dụ nói là tỷ lệ 2-1, đây Tèo 2 Tí 1 thì bạn xem nha. Đấy, Tèo 2 Tí 1, các bạn hiểu chỗ này nha. Tèo 2 Tí 1 đó. Đấy, flex nó hay là chỗ đó đó các bạn. Rồi, thì bây giờ để hiểu thêm cái tỷ lệ của con flex thì bạn hiểu như vậy nè. Các bạn nhìn kỹ nha, nói thêm một cái nữa là chúng ta xong thằng flex, nghĩa là thằng Tèo với thằng Tí là nằm chung với thằng Bao, nằm trong thằng Bao. Thì bạn thấy là Tèo trên Tí dưới, nhìn kỹ nha, Tèo trên Tí dưới nghĩa là nó chạy từ trên xuống dưới, Tèo Tí từ trên xuống dưới. Thì từ trên xuống dưới nghĩa là cái cột, từ trên xuống dưới nghĩa là cột. Có nghĩa là đối với thằng Bao, chúng ta khai báo là flex direction. Anh khai báo là column. Bạn thấy Tèo trên Tí dưới là column. Bây giờ anh thay flex column bằng row. Row là gì? Nhìn các bạn nhìn nha, refresh. Đấy, lật ngang liền luôn. Tại sao? Tèo Tí, bạn thấy chiều ngang đúng không? Tèo Tí, từ Tèo đi qua tới Tí, nghĩa là theo chiều ngang. Như là cái thằng Bao mà bạn nói là flex direction là row, thì tất cả thằng con bên trong nó sẽ dạt qua hàng ngang. Mà nó dạt qua hàng ngang thì đổ dọc xuống, thành nó rất nhiều bạn hay bị sai chỗ này. Nghĩa là bạn cứ thấy nó hàng dọc xuống, các bạn nghĩ là column sai. Các bạn thấy chưa? Thằng Bao nói direction là row, nghĩa là từ trái qua, row là một hàng, thì nó đẩy một hàng, do đó bạn thấy nó đổ dọc xuống có vẻ như là cột. Như vậy bạn hiểu cái flex direction này nha. Như vậy tóm lại, cái flex nó hay là gì? Thí dụ như đối với thằng Bao, anh nó flex bằng 1, tại vì Bao đứng một mình mà, thì một mình nó flex bằng 1 thì cái thằng Bao này giãn kín màn hình. Thằng Bao này Bao Tèo với thằng Tí, thằng Tèo tí lệ là 2, Tí tí lệ là 1, do đó bạn thấy là tí lệ nó 2-1 là như vậy. Và cái này á, người ta gọi là cái auto layout trong iOS và cả Android. Đối với React Native chỉ cần khai báo tỷ lệ thôi, cực kỳ hay luôn. Đấy. Và flex direction cho chúng ta biết có hai giá trị: column đổ dọc từ trên xuống và row từ trái qua. Cuối cùng anh nói thêm là nếu như mà tỷ lệ nó bị lẻ đi, thí dụ như tỷ lệ là 3/1, thằng này sẽ là 2/1. Đấy, 3/1, 2/1 ha. Rồi, thì các bạn quan sát nha, anh đi phát thử. Đấy, tỷ lệ là 3/2, các bạn hiểu chưa? Nếu mà lẻ bạn đừng có khai báo. Ví dụ nhiều bạn hay hỏi anh là thí dụ như 0.553 gì được không? Anh được luôn các bạn, nhưng mà không nên.
bạn nên chia tỷ lệ theo con số như vậy, nó sẽ không có bị lẻ mà chúng ta nhìn nó dễ hơn nữa. Thì đây là thuộc tính flex, đây là thuộc tính flex trong React Native. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.